Vừa rồi thì mang cái đĩa lên gọi là lên 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 phòng thờ rồi nhé. Cảm ơn các cụ, còn lại chỗ này thì mời các bác cùng test, em cũng test thử luôn nhé. Đây, con bóc ra chưa? Đây, cu chip nó bóc ra rồi đúng không? Đây, em vừa bóc cái da ra rồi đây, các bác nhìn này. Rất là ngọt, ngọt lắm, ngọt thỉu luôn các bác ạ. Đó, đây. Đây con bóc quả này đi. Đây, đây con bóc quả đấy con ăn đi. Đó. Ngọt không? Ngọt. Ăn xem nào. Đó, đó. Đấy, xem nào. Xin chào các bác anh chị. Cái sau em đây là một cái sổ hồng nhé, sổ hồng nhỏ nhỏ thôi. Chỉ giá mua 20k nhé, 20k của các anh chị đã mua lại đóng để đi chợ rồi, chứ không phải mua trực tiếp cho bà con đi bán. Bà con đi bán thì khoảng từ 3 đến 5 nghìn, không đẹp là 8 nghìn một cân nhé. Còn chỗ này là 20.000 đồng, 20.000 đồng là hơn 3 cân. Đấy, thì cái này đã được giấm đất đèn rồi, giấm đất đèn nhé, và nó lên màu đồng loạt luôn. Còn nếu mà mình để trên cây như đi bán của bà con thì cứ để như vậy nó không thể chín được nhỉ. Đấy thì một là có thể là ngâm ngâm nước vôi bên trong ấy để ăn giòn nhỉ. Bây giờ sẽ mời các bạn các anh chị sẽ cùng sắp cái mâm gọi là mâm quả cúng ngày rằm nhé, rằm tháng 7 các anh chị nhé. Rằm tháng 7 là cái Tết xá tội vong nhân rất là to của theo phong tục của người Việt Nam đấy. Thì quả màu đỏ rất là đẹp rồi. Ngày tuần ngày rằm thắp hương quả hồng này thì cực kỳ ok nhé. Thì em cũng sẽ chọn ra, như ở đây thì cũng có những quả mà ôi nó rơi rồi. Đấy, cái quả này là quả này đã vỡ và ăn được rồi này. Các anh chị nhìn này, nó vỡ này. Đấy, tức là nó đã chín rồi. Còn bình thường mà để không thì nó không thể chín được đâu nhé. Đấy. Và hai là nó chín rồi nó tụt cuống. Con nhặt cho bố quả kia lên. Đây nhờ thằng cu con nó nhặt đó. Nào, mang đây. Rồi. Đấy, quả này là nó bị tuột cuống ra rồi các bác ạ. Đấy, nó chín quá là nó tuột cuống ra. Này, đây, cuống của nó đây. Đấy. Bình thường là cuống của nó phải tai, nó tai cái tai của hồng này này, nó xanh này thì bán được giá này. Đấy, tai mà đen thì chỉ khi mà giấm, giấm này là giấm đất đèn các bác nhé, giấm đất đèn. Đấy, nó chín như này. Đấy thôi, thì bây giờ sẽ vào, sẽ sắp luôn cái mâm này nhé. Còn những cái quả vỡ thì sẽ chọn ra nhé. Quả vỡ thì có thể ăn được luôn rồi, rất là ngọt các bác nhé. Và lát sẽ mời các bác test thử luôn. À, sẽ sắp này. Đấy. Những cái quả nó có màu đen này, cứ từ từ nhé. À, vẫn được, cũng nhỉ. Quả này thì thôi, cũng được, không sao cả. Đấy, sắp bên dưới này. Nhìn rất là bóng đúng không ạ? Đấy, đây, quả hồng này. Đấy. Hồng rất là bóng. Đấy. Đó, đây. Rất là căng nhé, nó chín lên, quả nó căng mà rất là mềm. Cái quả này thì chưa chín này. Cái quả này tức là quả khi mà chín là màu nó phải đỏ mọng lên, đỏ mọng như thế này. Đấy, còn nếu mà chín mà màu nó vẫn còn cam cam này, ăn nó rất là tương đối là chát nhé. Đấy, hồng đấy, có cả cành lá nữa này. Đấy, cả cành lá nhưng mà giấm thì nó nóng quá, nó khô mất rồi. Đây, đây. Quả nó chín mọng luôn này. Đó. Đấy, 20.000 thôi mà được đến 7 cân, còn bà con bán thì cái tầm này thì chỉ 3-4.000 thôi. Vậy đây chưa phải là hồng đẹp nhé. Nếu hồng chọn quả đẹp ấy, thì phải toàn bộ quả to nó như thế này này. Hoặc to như thế này này, to hơn nhé. Đây, to như thế này và mã nó không bị đen như thế này. Mã nó vàng, đẹp, tai xanh nhé. Còn hôm qua thì em vào, họ bảo lấy cho em thì lấy cho mình thì cái đứa em nó bán nó chỉ lấy được như thế này thôi. Chứ không có quả khác đây. Quả này thì chín vỡ rồi này, lát ăn được luôn này. Đấy, nó vỡ luôn này. Đấy. Đây, quả này cũng được này. Đấy. Nói chung là hôm nay là 14 nhé. Thắp hương xong mai là chín nục luôn các bác ạ. Sẽ mai là vỡ hết đấy. Chín là sẽ rất nục luôn. Nên là... Và nó lên màu đỏ sẽ cực đẹp này. Đây, quả này thì nó vẫn có một... Đây, những quả nó mất giá là quả nó bị đen đen này. Thực sự là không sao cả đúng không ạ? Đấy, đây. Đấy. Bà con bán thì do mấy hôm nay dịch giã và cái chợ Long Biên, chợ đầu mối hoa quả các thứ là không ra được, không đi được ấy.
thành ra là nó cũng rất là rẻ. Đây, quả này chín tương đối nục này. Đấy, em xếp xếp hình tháp nhá. Đấy. Quả này nó căng quá nhưng mà đây, nó cũng muốn đen đen này, rất nhiều quả bị đen các bác ạ. Đứa em này nó chọn nào không phải trực tiếp mình chọn các bác ạ, mà do đứa em nó tự nhặt ra cho mình thôi. Đây. Cái lá này bình thường hôm trước là nó tươi lắm, mà cái mua mà cái giá được giá khi mà có lá và tai xanh, nhưng mà giấm xong thì lá nó màu thâm mất rồi các bác nhỉ. Đây, nó tụt ra mất này, tụt cuống ra rồi này. Đây, và quả này cũng bị vỡ này. Đây, quả vỡ thì thôi đặt ở dưới này nhé. Đây, quả nó to này. Nói chung dưới này đây thì toàn là quả tụt cuống với quả vỡ thôi. Đấy thì có thể là để sắp xem nào. Đây có thể ui cao quá. Đây giờ sẽ xếp lại nhé. Xếp lại sao cho đẹp nhỉ. Đó, cho quả nhỏ phía dưới này này. Đấy. Cho quả to lên đây này. Đấy, quả to lên đây này. Và quả to lên đây nhé. Đấy. Đã được một đĩa hoa quả, một đĩa hồng rồi. Như vậy đã được một đĩa hồng rồi các bạn. Có được một tầng, hai tầng, ba tầng nhé. Trị giá 20k. Đấy là đã giấm rồi, đã chín rồi nhé. Đã mua lại rồi, mua lại của các bác buôn rồi. Mời các bác cùng chiêm ngưỡng luồng quanh này. Đó. Tuy rằng là nó cũng có vài chấm đen đen nhưng mà rất là ok nhé, rất bóng đẹp. Hy vọng một tháng 7 thật là suôn sẻ, an toàn và sức khỏe cho gia đình và tất cả mọi người các bác nhé. Và lát thì em sẽ mang lên bàn thờ nhé. Đây. Đó, đây. Ra là nếu mà mình ấy mình cắt cái lá này đi thì có khi là đẹp hơn các bác nhỉ. Cái lá này này có khi cắt đi thì đẹp hơn. Đó. Được một đĩa rồi mà những cái quả nứt này thì lát thì sẽ ăn luôn nha các bác nhé. Đây, nó nứt này, đó, đặt vào rổ này. Đây. Đặt vào rổ này. Nói chung là hồng chín thì đa phần nó hay bị nứt thế này các bác ạ. Đấy, hay bị nứt như này này. Đó, cái bên trong nó rất là ngọt và rất là mát các anh chị nhé, ngọt và mát này. Đó. Nếu hồng giòn thì ăn nó giòn, cái độ giòn nó theo kiểu là có vị chát chát, tóm lại nó không còn vị chát nhưng mà vị xít xít vào răng ấy. Nhưng mà riêng hồng ấy thì ăn hồng chín thì ăn nó có sợi tơ nó kéo, nó tóm lại là tơ nó hay mắc vào răng. Hồng chín ăn như thế và hay nó rơi ra tay thì các bác này. Đó, đây, đấy. Một đĩa rồi mà vẫn còn được quả này nữa phải không các bác? Đấy, như vậy thì muốn nói rằng là quả quê, quả hoa quả lục ngạn ấy, đến thời điểm này mà để thắp hương rằm thì cực kỳ tốt các bác nhé. Cũng như là mang về ăn cho gia đình cũng rất là tốt và rất là bổ cho sức khỏe đấy. Đấy thì các anh chị có thể là một là ngâm bằng ngâm vôi, nước vôi để ăn làm hồng giòn đấy. Hai là ăn tươi luôn và ba có thể làm hồng sấy, hồng dẻo đấy. Có rất nhiều cách đúng không ạ? Đấy thì mời các bác cùng thưởng thức hồng nhé. Mua hồng giúp bà con lục ngạn nhé. Cũng như là bà con sản xuất các loại hoa quả nói chung trong cái thời điểm dịch giã đang rất là căng thẳng này các bác nhé. Thì hôm nay em giới thiệu và chia sẻ các bác là em đã mua 20.000 tiền hồng. Đấy, mua tiền hồng để về làm cái mâm gọi là mâm quả thắp hương ngày rằm tháng 7 các anh chị nhé. Xá tội, lễ xá tội, Tết xá tội vong nhân cũng như là nói chung là Tết rằm tháng 7 của dân tộc Việt Nam ta đấy. Mời các bác. Đó. Hồng rất là rẻ và rất là ngon. Đấy thì đây bây giờ em mời các bác test thử luôn nhé. Ở phía bên này thì em sẽ thắp hương này. Đấy, bên này thắp hương này. Còn phía bên này thì đây, em mời các bác gọi là đây, các bác nhìn này. Test thử luôn nhé, không để các bác chờ lâu nữa. Đấy, bị luôn ra này, các bác nhìn này. Đầu tiên là rút cái cuống nhé. Đấy, rút cái cuống này. Đấy, cái cuống khi nó chín rút nó rất dễ. Nhưng cảm giác là bên trong là có chín không đây.
nào. Wow, wow, có hiện tượng các bác ạ. Nói chung là có hiện tượng. Đây các bác nhìn này, đó, có hiện tượng rất chín và chín. Đó, đây. Ngon không các bác? Đấy, cực ngon luôn nhá. Đấy, nếu em bật máy là sẽ đây, bóc cái vỏ da giấy của nó ra như này các bác này. Khi ăn khi mà hồng chín rồi thì bóc cái vỏ da giấy này. Đấy, tức là cái da nó ra như này gọi là da giấy này. Đấy, còn nếu mà không chín thì là không thể bóc ra ăn được, đúng không ạ? Đấy. Cực ngon luôn đấy. Thôi mà các bác nhá. Giờ em sẽ mang đĩa này lên thắp hương các cụ ngày rằm và chúc tất cả các bác có một cái Tết rằm tháng 7 thật là vui vẻ ấm áp bên gia đình, một tháng 7 may mắn tràn đầy niềm vui và đặc biệt là an toàn trước Covid. Và các anh chị không quên đồng hành ủng hộ cùng kênh Núi Lục Ngạn, ủng hộ các nông sản hoa quả Lục Ngạn các bác nhé. Xin chào và gặp lại các bác ở các clip tiếp theo. Xin cảm ơn, xin hẹn gặp lại. Rồi thì mang cái đĩa lên gọi là lên phòng thờ rồi nhé. Cảm ơn các cụ, còn lại chỗ này thì mời các bác cùng test, em cũng test thử luôn nhé. Đây, con bóc ra chưa? Cu chip nó bóc ra rồi đúng không? Đây, em vừa bóc cái da ra rồi, đây các bác nhìn này. Rất là ngọt, ngọt lắm, ngọt thỉu luôn các bác ạ. Đó, đây. Đây con bóc quả này đi. Dạ. Đây, đây con bóc quả đấy con ăn đi. Đó. Ngọt không? Dạ. Đâu xem nào. Đó, đó. Đấy, xem nào. Ngọt không? Quá ngon luôn phải không các bác? Đấy, và nó có hạt này. Một quả nó có mấy hạt nhé. Test luôn, thử luôn và rất là ngon. Nói chung là ăn hồng nó dính vào tay các bạn, dính vào tay thì nó hơi bẩn tay một tí thôi. Đấy, đây. Đấy, hai thằng cu động chén. Đâu, xem nào, xem đưa quả hồng vào đây nào. Đấy, đưa vào đây nào, đưa vào. Đấy, ngon không? Ngon không? Đó. Phải dùng giấy lau tay nữa các bạn. Bẩn lắm đây. Nên là nhiều khi ngại ăn hồng là thế các bạn nhé. Ăn hồng rất là ngại. Nó phôi ra tay, nó dính tay vì nó rất là ngọt và rất nhiều đường. Nè các bạn nhìn này. Đó, đấy, ăn hồng chín là thế này đấy các bác. Đấy, các bác nào mà chưa được ăn hồng chín thì các bác có cảm nhận thế nào? Còn các bác mà đã ăn rồi thì đúng không ạ? Rất là ngọt và rất là ngon đúng không các bác? Xin mời các bác.